Xin chào cả nhà, Ngọc Hiển Shop ở Hải Phòng bên em nay này tiếp tục lên sóng cho các bác toàn bộ dòng nồi inox nhé, các bác nhé, đủ các loại size kích thước khác nhau này, đấy. Từ size bé nhất là 19 cho đến tầm 27, 28 các bác nhé, đấy. Có cả dòng nồi hấp, đấy, dòng nồi ăn lẩu và các nồi đun, đấy. Bác nào cần em nào thì liên hệ với em qua số điện thoại 0934230664. Bây giờ em sẽ vào chi tiết từng em một để cho các bác theo dõi nhé. Đây em sẽ lên cho các bác một em đầu tiên này. Em này là đường kính 23,5 các bác nhé, sâu 12 này. Em này có giá là 320.000 các bác nhé. Đấy, em này là mã số 15 ạ. Em này mã số 15 các bác nhé. 12, 14. Em này có số là 15 này các bác này, đường kính 23,5 sâu 12 nhé, 370.000 đun từ mã số 15, đường kính tương đối là rộng nhé, gia đình đông người là con này là ok này, 6, 7, 8 người ăn là ok các bác nhé. Hàng Nhật thì thường thường nó rơi vào đường kính 20 cho đến 23 thì là nhiều, còn những cái dòng nồi mà to to, kích thước to như này là rất là hiếm nhé, 22 thôi, nó đường kính nó chỉ tầm 20-22, cái dòng nồi hai tay nó chỉ 20-22, rất là nhiều các bạn. Nhưng mà sang đến từ 23 đổ ra là hiếm luôn. Con này nó hàng một đáy nhưng mà nó cực kỳ là dày nhá các bác nhá. Rất là dày và lặng luôn. Đấy. Hàng dày lặng này. Các bác nhìn inox bên trong này. Sáng bóng luôn. Con này 370.000 đun từ mã số 15 này các bác này. Đấy. Bác nào lấy thì chụp lại màn hình như này giúp em nhá. Để em tìm cho nó dễ. Tiếp theo em lên con này các bác nhá. Con này đường kính 19 sâu 11 này. Con này nguyên đúng ra nó là ruột của cái lồi... lồi ủ các bạn, ruột của cái lồi ủ ấy, đấy, lồi ủ Nhật đấy. Nhưng mà cái lồi ủ nó hỏng rồi là em bỏ ra em bán cái ruột này cho các bác này. Để mà nói cái ruột này thì cực kỳ là chất lượng luôn. Các bác nhìn cái tay của nó cao nhá, để đỡ bị dụ đun ga nó không bị cháy hoặc là sờ vào nó không bị nóng này, rất là cao thành, cầm rất là dễ luôn các bác nhé. Bên trong hàng chất lượng đẹp luôn. Cái dòng này thường là bình thường người ta cũng đun để cho vào cái trong ruột cái lồi ủ ấy. Hàng đẹp luôn, dưới cái dòng này không chê được bác, chất lượng luôn. Con này đường kính 19 sâu 11 350.000 mã số 16 các bác nhé. Con này 350.000 lại đun từ mã số 16 này. Bác nào lấy chụp màn hình em đẹp xuất sắc luôn. Thế thì em lên cho các bác con này đường kính 21,5 sâu 10 các bác nhé. Con này 270.000 đun từ mã số 17 này các bác này. Mã số 17 nhé các bác nhé. Hãng tương đối là dày dặn. 270.000 đấy. Hai đường kính 21,5 sâu 10 270.000 nhé, đun từ nhé. Đầy đủ tem mát Nhật, xuất Nhật này. Tiếp theo đây nữa một em lồi hoặc chảo cũng được. Đấy, con hạ hiệu Tefal nhé các bác nhé. Nó là hiệu Tefal này. Đây. Hàng Frank này. Phăng này. Hàng Pháp nhé, chuẩn Pháp luôn các bác nhé. Tay chân sạch đẹp này, lồi màu rất là đẹp, màu đỏ. Con này bên trong nó có một lớp men chống dính nhá. Các bác là mua con này đun ga, con này thì chỉ đun ga thôi, không đun được từ. Đằng sau đáy nó là đáy nhôm các bác nhé, đun ga. Cái men chống dính của nó cực kỳ là đẹp, ok luôn các bác nhé. Các bác dán cái này các bác cho ra ra dầu một chút. Thì thứ nhất là nó không tốn dầu, cái thứ hai nữa là nó không bị bắn mỡ, bắn dầu. Sâu sâu lòng này nó sẽ không bị bắn dầu các bác nhé. Con này đường kính 21 sâu 10 400.000 đun ga các bác nhé. Con này mã số 18. Con này nồi cũng được, chảo cũng được các bác này. Đấy, nhưng mà dùng chảo thì nó đỡ bị lãng phí hơn. Đấy, các bác để các bác dán. Đã lồi, đã dòng dán các bác cứ để nguyên những cái. Chỉ để dành riêng cho cái dòng chảo dán thì dần dần cái lớp men chống dính nó không bị hỏng. Bởi vì là mình xào hay mình nấu ấy thì là cái mặn nó vào nó hay bị chóc cái men. Còn đâu con này các bác nhìn, men gần như mới nhá. Cái này là xốp, các bác nhìn này. Con này em cam kết với các bác cái lớp men chống dính còn mới 99% này, gần như chưa dùng. Nó chưa có một cái vết đen hoặc ám ố gì luôn, mà cái thương hiệu của Pháp ấy thì cái dòng chảo Pháp ví dụ như những cái dòng Tefal ấy các bác biết về chất lượng của nó này, các bác nhìn Pháp này. Con này cực xịn sò luôn. Nó có vung nữa. Dán những cái dòng này ấy, cam kết với các bác nó không bị bắn dầu bắn mỡ ra bếp, nó không bẩn. Tiếp theo con này đường kính 23,5 các bác nhé, 23,5 sâu 10 này. Con này rất là con này rất là sâu, con này phải sâu đến 18.
Con này sâu 18 các bác nhá. 23,5 sâu 18, con này 300 nghìn này các bác này. Tương đối là sâu nhá. Đấy. 300 nghìn nhá các bác nhá. Như con này thì dùng cho gia đình, ví dụ các bác đông người, 9-10 người ăn, nấu canh hoặc là luộc rau thì ok nhá các bác nhá. Đấy. Con này 300 nghìn ạ. Các bác lấy gì? Đây con này mã số, con này mã số 219 nhá các bác nhá. Con này mã số 19 đun từ này. Tiếp theo em lên cho các bác một em này. Trông rất là cổ kính luôn. Tay gỗ, lúm gỗ này được khắc này. Tiện rất là đẹp luôn. Con này đường kính 26, sâu 8. Con này các bác ăn nẩu cũng được, nấu nướng được. 300 nghìn nữa nha các bác nhá. Con này mã số 20 các bác này. Đun từ ok này. Đây. Con này các bác nấu canh hoặc là con này còn chuẩn make in Japan luôn. Sữ make in Japan luôn nhá. Tay gỗ này. Đấy, rất là xịn xò luôn, tiện. Hàng đẹp luôn đấy. Đường kính 26, sâu 8, 300 nghìn, mã số 20, đun từ. Này đa năng này các bác, nấu canh, luộc rau, ăn lẩu, ok. Tiếp theo lên cho các bác một em này, đường kính 22, sâu 10, con này 360 nghìn, đun từ, mã số 13 nhé. Hàng một đáy nhưng là hàng hai lớp các bác nhé, rất là dày dặn này. Đấy, các bác nhìn đây, các bác nhìn này, rất là dày dặn, chắc chắn luôn. Đấy. Cái dòng nồi đấy là phổ thông này, gia đình 5-6 người ăn là ok, hợp lý nhá các bác nhé. 22 sâu 10, 360 nghìn đun từ, mã số 13. Tiếp theo em lên cho các bác đường kính 21 sâu 10, 270 nghìn nhá các bác nhé, mã số 21. Con này 21 sâu 10 đường 270 nghìn, mã số 21 các bác này, đẹp chưa. Tay rất là đẹp luôn. Tiếp theo lên cho các bác một con lồi lẩu này, đẹp chưa? Rất là cổ kính luôn á. Con này 25 sâu 8 các bác nhá. Này, cái lúm vuông của lỗ cầm này, hai lúm luôn. Này chắc chắn là lúm sẽ cách nhiệt chứ nó cũng không nóng luôn. Cái tay cầm của nó rất là đẹp luôn các bác, nhìn xịn xò chưa? Bọn này đun từ ok nhá các bác nhá. Đun từ ok. Con này trông này thôi nhưng mà ăn thoải mái này các bác này. Ăn thoải mái luôn đấy. Nó rất là sâu, tương đối là sâu lòng. Cái này nó rất là sâu nhá các bác nhá. Đẹp dã man, gần như mới này. Con này gần như mới luôn nhá. Cam kết với các bác là gần như mới. Con này 25 sâu 8, giá của 250 nghìn đấy ạ. Mã số 22. Con này dùng cho gia đình ăn 4-5 người ăn thoải mái này các bác này. Đấy, rất là hợp tình hợp lý. Đẹp dã man, đẹp xuất sắc luôn đấy. Trông cổ kính. Tiếp theo em lên cho các bác một em nồi này nhé. Đường kính 22 sâu 10, con này 420 nghìn này các bác này. Hàng dày dặn luôn. Nguyên bản của nó là hàng này. Trên mặt trên của nó là hàng rất là nhiều lớp. Đấy, dưới này còn thêm một đáy này nữa. Các bác nhận được em nồi này đun quá phê pha luôn. Hàng đun từ nhé, đẹp xuất sắc luôn. Có 420 nghìn thôi các bác này. Đun từ mã số 14, cực kỳ đẹp. Đường kính 22 sâu 10, bền đến vĩnh viễn luôn. Tiếp theo con nào đường kính 22 sâu 12, con này 390 nghìn này. Đấy, núm đẹp à, núm độc lạ này. Đẹp lắm ạ, con này gần như mới này. Hàng một đáy nhưng nó là hàng nhiều lớp nhá, hàng dày nhá. Hàng dày các bác yên tâm là hàng dày, chắc chắn tay chân sạch đẹp này. Đấy. Con này em bán cho các bác giá 390 nghìn. Đường kính 22 sâu 12, con này mã số 24 các bác nhá. Các bác lấy chụp màn hình cho em như thế này nhé. Còn bác nào mà muốn chi tiết hơn ấy, đọc mã cho em, xong chụp màn hình cho em và em sẽ quay hướng dẫn chi tiết. À, em sẽ quay chi tiết từ trong ra ngoài cho các bác, cho các bác yên tâm nhé. Tiếp theo em lên một con này đường kính 25 sâu 5 nhé các bác nhé. Con này nó dòng như là lồi chảo thép, đun từ ok. Hàng chất liệu là chất liệu thép nhé các bác nhé. Dày lặng dã man luôn các bác. Con này cực đẹp luôn. Con này những 480 nghìn này các bác. Hàng nó dày lắm luôn đấy. Này dùng không biết đến bao giờ nó mới hỏng được.
480.000 mã số 25 nhé. Đường kính 25 sâu 5. Đây các bác này. Cái này các bác rán chiên xào nấu ok luôn. Không giờ cháy. Nó dày dày cực kỳ luôn, gần 2 cân luôn, nặng gần 2 cân. Nó dòng như kiểu dòng thép đấy các bạn. Thép không gì. Con này không bao giờ gì. Không han không gì. Tiếp theo con này nhé các bác nhé. Đường kính 20,5 sâu 10 này, 300.000 đun từ ok này. Độc lạ dị dạng luôn. Con này nó ở sâu 18-19. Sâu 19 các bạn. 20,5 sâu 19. Con này 300.000 đun từ nhé các bác nhé. Con này mã số 26. Con này mã số 26 này chỉ có 300.000 này các bác này. Đẹp độc lạ. Tiếp theo lên cho các bác một con lồi này, nó là lồi ăn lẩu, các bác nấu gì cũng được, đa năng này. Con này nó dày dặn này, các bác rán chiên xào nấu cũng được. Con này đường kính 28, đường kính lại rộng nữa, sâu 9. Con này 450.000 đun từ, mã số 11 nhá. Vung nồi có lỗ thông hơi này các bác này. Đây cái lỗ thông hơi đó là cái gạt này này. Đấy. Hàng rất dày luôn, rán chiên xào nấu đều được này. Tay chân chắc chắn này. Ốc vít trên vít dưới này các bác này. Con này ăn lẩu rất hợp tình hợp lý, không sợ bị cháy này. Dày luôn, đường kính 28 sâu 9, 450.000 đun từ, mã số 11 các bác nhé. Tiếp theo em lại lên cho các bác một em lồi ăn lẩu đây này. Con này đường kính 28,5 sâu 10 này. Con này 350.000 đun từ, mã số 27 các bác nhé. Con này để mà lõi mới thì gần như mới, chưa qua sử dụng. Em thề với các bác là đóng hộp thành hàng mới luôn. Này các bác nhìn này, mới chưa qua sử dụng nhé. Tất cả những cái đường viền của nó này các bác nhìn này, lồi gần như mới luôn, hình chám luôn, gần như mới. Con này ăn lẩu thì quá tuyệt vời. Con này ăn lẩu 10 người cũng được các bác nhé. Nhà nó đông người chốt em này cho em này. Vung nồi có lỗ thông hơi này. Con đẹp như mới luôn. Con này không chốt quá tiếc. 28,5 sâu 10, 350.000 đun từ, mã số 27. Con này bảo đi mua hàng mới thì người ta cũng tin luôn các bác này. Gần như mới, mới 99,9%. Tiếp theo em lên cho các bác một em nồi này nữa này. Con này đường kính 20,5 sâu 9, con này 350.000 đun từ nhá, mã số 12 nhá các bác nhá. Mã số 12 này. Con này hàng một đáy nhưng nó là nhiều lớp dày dặn nhá, hình chám này, chắc chắn này, tay gỗ này các bác nhìn. Đấy. Đẹp không? Quá đẹp, đặt trên bếp quá sang xịn mịn này, sợ chưa? Có 350.000 cái lồi, đường kính mã số 12. Đường kính 20,5 sâu 9, mã số 12 các bác nhá. Tiếp theo em lên cho các bác con này đường kính 23,5 sâu 10, con này 350.000 đun từ này, vung ni lốc này các bác này. Đấy. Hàng một, hàng hai đáy này, dày dặn chắc chắn này, tay đẹp này. Con này rất là mới luôn. Đây các bác nhìn bên trong như mới này. Này cái xốp như mới này. Đấy. Đường kính rộng nhá, 23,5 sâu 10. Con này 350.000 chuẩn vung. Đun từ con này mã số 28 các bác nhá. Đẹp luôn đấy ạ, đẹp miễn chê luôn đấy. Tiếp theo em lên cho các bác một em này này. Em này nó cũng đẹp độc lạ này. Nắp vuông hồng này các bác nhìn. Đấy, cái vùng của nó này. Tuyệt vời chưa? Quá tuyệt vời. Giá trị đặt cái vùng rất là giá trị luôn này các bác này. Con này đường kính 24 sâu 16,5, con này 380.000 nhé. Cái vùng nó đẹp kinh khủng luôn. Đây lồi đấy các bác nhé, sâu 18 này. Con này nấu canh hoặc luộc rau thì hợp tình hợp lý nha các bác nhé. Yêu nhất của vùng. Đường kính 24 sâu 16,5, 380.000 ạ. Tiếp theo em lên cho các bác em này đường kính 24 sâu 19, con này 450.000 nhé các bác nhé. Con vung này 380.000, mã số 28 các bác nhé. Tiếp theo con này đường kính 24 sâu 19, 450.000, mã số 29 các bác này. Bên trong con này nó có một cái lồng nhé. Cái lồng này thì không hấp được, chỉ để luộc. Đấy, ví dụ các bác luộc, các nấu thuốc hoặc các bác luộc cái gì ạ, thì các bác nhấc lên như này là ok. Đấy, cái lồng nó kinh khủng chưa. Cái lồng nó quá đẹp, đẹp dã man luôn các bác.
đấy, nhân nhất lên này thôi, chứ còn đâu cái lồng này nó sát rất là sát chân này các bác nhé, các bác không hấp được đấy. Mà các bác chỉ để luộc hoặc là các bác sắc thuốc lá hoặc cái gì đó đấy thì các bác cho ở đây, cái lưa lá nó không bị rơi ra ngoài thôi. Đấy, bên trong con lồi này rất đẹp đấy. Con này lốc 18/8 các bác nhé, hầu như bọn này là lốc 18/8, lốc 304 và lốc 403 các bác nhé. Có con này nó ghi, có con này nó không. Đấy. Con này 450.000, mã số 29 này, đường kính 24, sâu 19, 450.000. Tiếp theo lên cho các bác, con này đường kính 20, sâu 12, con này 200.000 nhé. Con này mã số 30 này các bác này. Trồng con nước này. Đây các bác nhé, cái lồi nhỏ nhỏ rất là xinh luôn, 20 sâu 12, 200.000, mã số 30 này các bác này, em Nhật này, tay chân sạch đẹp nhá, lồi lớp sáng bóng luôn, bên trong sạch sẽ này. Để luộc rau nấu canh ok, đường kính 20 sâu 12 chỉ có 200 bạc này. Tiếp theo lên các bác con này nhá, đường kính 23 sâu 15 này. Con này 420.000 đun từ, mã số 31 các bác nhé. Con này đúng ở lồi, đúng chuẩn theo vung luôn. Hàng này thì hầu như là ghép, vung ghép bị nhiều, ghép vung nhiều. Nhưng mà độ ghép của họ cũng là 10/10 hoặc 10/9. Bởi vì là vung mới lại lồi mà không lắp nó không khít nhau thì nó rất là chênh vênh, mà đun nấu nó cũng không được. Nên thường là ghép vung là 10/10 hoặc 10/9. Nhưng mà có những con thì vung chuẩn theo lồi, như con này là vung chuẩn theo lồi, bởi vì mình nhìn là tất cả những cái ấy của nó rất là giống nhau các bác nhá. Đây, vung vào tay này, lắp vung vào lắp tay này. Coi đường kính 23 sâu 15, con này 420.000, mã số 31 nhá. Này đẹp luôn, nồi hai đáy dày dặn dòng IKEA, tay chân sạch đẹp nhá, hai đáy dày, size rất là rộng 23 mà sâu cũng. Đây, sâu 15. Tiếp theo em lên cho các bác con này nhé, đường kính 24 sâu 15, con này 450.000, mã số 32 các bác nhé. Đấy, vung lên nhá các bác nhé, vung đẹp luôn, lồi dày dặn chắc chắn nha các bác nhé, lồi dày dặn. Đây con này hàng hãng này này, đây mình nhìn chưa. Đấy, hàng hãng này, chuẩn Nhật luôn ạ. Chân tay sạch đẹp, 24 sâu 15, 450.000 đun từ, mã số 32, con này đẹp xuất sắc luôn. Nó là thích dòng nồi to này, chốt luôn đấy. Đấy là cả luộc con gà tầm 1,5 cân rồi. Tiếp theo ông lên các bác một con nồi hấp nhé, con nồi hấp này là con nồi hấp ghép nhé. 27,5 này, sâu 21 này. Con này 600.000 đun từ nhé. Nhưng mã số 12 trùng. Con này mã số 33 các bác nhé. 600.000 ạ. Đường kính rộng này, 27,5 sâu 21 này. Cái là sổ hấp này của nó hấp được khoảng tầm hơn cân gạo nhá các bác nhá. Đây lồi hấp này, lồi hấp tương đối là dày. À tương đối là rộng. Đây con này lốc 18/8. 600.000 nhá các bác nhá. Nồi hấp. Tiếp theo em lên cho các bác con này, đường kính 26 sâu 15, con này 300.000, mã số 34 các bác nhé. Các bác nhìn lốc này, đẹp sáng bóng chứ, gần như chưa sử dụng luôn đấy, gần như chưa dùng luôn các bác, mới tinh tình luôn. 300.000 nhé. Này nấu rau, luộc rau, nấu canh. Tiếp theo con này đường kính 29 sâu 11, con này các bác ăn nấu phù hợp này, nấu canh luộc rau này. 350.000 nhá, mã số 35. 29 sâu 11, mã số 35 các bác nhá. 350. Con này để nó nói mới mới luôn các bác nhìn này. Đây. Hàng rất sáng bóng, mới tinh tình luôn. Đẹp xuất sắc. Rồi em lên được khoảng tầm 20 mấy các lồi, em lồi từ đường kính bé đến đường kính to, đủ size kích thước khác nhau. Bác nào cần em nào thì chụp lại màn hình và gửi cho em qua Zalo số điện thoại 0934230664.
Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bác ở các video sau.